Đây, xin chào tất cả các bạn nha. Đây là một bộ đồ chơi mà nó rất là hữu ích cho những bạn nhỏ mà thích tô vẽ. Ở đây người ta sẽ cho mình những miếng gỗ có hình thù như thế này và chúng ta sẽ mở cái này ra. Đó. Chúng ta có hai phương án là vẽ theo cái hình ở đây hoặc vẽ theo cái hình ở đây. Ở đây nó sẽ cho chúng ta 50 cái chủ đề. Chúng ta có thể sáng tạo ra rất nhiều thứ, khu vườn theo cái hình voi, gấu, vịt, sâu biển. Đó, ngồi nhà đang vẽ có 50 chủ đề để cho các bạn có thể vẽ được nha. Đó. Rồi người ta còn cung cấp cho các bạn một cuốn sổ để các bạn vẽ này đây. Không những thế, người ta còn cho thêm các bạn thêm một món nữa, bút để tô màu. Kế đó nữa, còn cho bút chì để vẽ này. Bút chì phải có gọt bút chì đây, cho các bạn gọt bút chì. Ví dụ như đây là một bông hoa nha. Rồi. Mình sẽ vẽ thử cho các bạn xem. Tô màu. Này phù hợp cho các bé từ 3 tuổi trở lên, khi mà các bé bắt đầu thích tô và vẽ luyện tay, các bé cầm bút rất chi là tốt. Đấy. Đó, gặp cái chì này các bạn. Bên cạnh đó chúng ta có thể vẽ hình khác nữa nha. Bây giờ chúng ta thử vẽ bằng cái hình đây. Thấy cái này vẽ. Tạo hình của nó. Đó, thấy không? Giống y chang luôn. Nếu các bạn nào yêu thích tô màu thì các bạn đây, vẽ bạn gà. Bạn có thể mua món đồ chơi này về để về cho con, các bạn vừa tập vẽ vừa tập tô rất hữu ích, mà giá cũng chỉ có 85.000 một bộ thôi. Gà này cần sự tỉ mỉ hơn. Với chú gà này chúng ta cần bút chì nó có đầu nhọn hơn để vào trong những cái khe nhỏ. Với những nét vẽ sai ấy, thì cũng đơn giản lắm, chúng ta có thể dùng vuông để xóa đi. Các bạn thấy chú gà trống của mình thế nào? Rất ok đúng không? Và chúng ta dùng bút tô màu để chúng ta tô lên. Nếu các bạn yêu thích sản phẩm này thì hãy cho một like nha. Một chiếc áo này. Đẹp không? Này nó vừa luyện tay của chúng ta. Chúng ta cầm những đồ này tốt hơn so với cầm điện thoại rất nhiều. Ok, nếu các bạn yêu thích cái sản phẩm này thì hãy bấm like nha. 85.000 một sản phẩm. Thông tin mua hàng mình để dưới phần mô tả. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha.